Trời ơi là trời. Bỏ vô nãy giờ không để ý luôn á. Trời ơi là trời. Chị vào ra nha. Thì hiện tại là mình đang tìm vũ khí với bác Tô nha anh em. Là hành kiếm của Yoro. Thì mình treo rất là cực khổ từ sáng đến giờ. Khai báo địa điểm đi, ai đi đâu nói đặng biết đường đi chia ra. Hiện tại là có Tấn Tài Gaming trong đây thì cái tỷ lệ suy xui là khá là cao nha anh em. Ở gần nhà máy không có luôn nha anh. Rồi. Đây nè, tao nói nè, tao đang mặc dù tao đang còn cả 2 phút ít 2 kinh nghiệm nhưng mà tao bỏ luôn ra rồi. À khoan, đánh luôn. Ra rồi hả? Ra rồi. Rồi nó ra rồi. Đó giật giật thôi. Bỏ bỏ bỏ. Đó. Chỗ đó Flamingo tìm chưa? Thì nói chung là để cho tao nói tí. Ở đây ngày hôm nay á là mình rất là may mắn luôn nha, là được chủ tịch tài trợ 900 Robux để mua 2 cái X2 rồi X2 Mastery với lại X2 Bailey. Nhưng mà còn được một bạn nữa thì mình sẽ để tên lên ha. Bạn này mới tài trợ cho mình cái thời gian X2 kinh nghiệm để mình cài lên được level 430. Chưa cái xuống hầm chưa vậy? Này có luôn. Để xuống hầm cho, để xuống hầm cho. Thầy nhớ chứ thiệt tao bay chứ tao cũng không biết chỗ nào hả. Đấu trường qua chỗ của Fujitora. Đấu trường với Usopp không có. Tìm dễ hơn. Đấu trường với Usopp không có. Đấu trường không có hả? Dạ. Usopp không có luôn. Zombie ai qua chưa? Chưa luôn. Vậy đó qua chia ra dày dễ easy luôn á. Thiệt chứ tao không biết đi đâu hết, tao đi chung với Robin để kiếm nó. Bây giờ mà tìm bậc Phật tổ tìm như thế này là lết. Chết. Coi chừng ở bên đảo của con Thánh Usopp á. Usopp không có luôn anh. Cũng chừng nữa. Không có luôn hả? Nghe em kêu không có luôn. Rồi ghi đảo zombie quá. Thôi thì mình đi rebit đi. Đọt cây Fujitora lên chưa vậy? Hình như là râu đen cũng có thì phải. Bên bên chỗ râu đen đó cũng có. Rồi cảm ơn đó nhiều không? Rồi dưới không có luôn anh ơi. Rồi dưới zombie rồi, zombie chắc luôn. Hồi sáng giờ treo máy gần chết mà nó vô nó dám nhận là nó treo. Cái gì? Tao treo 8 tiếng đồng hồ. Đúng rồi, zombie nè. Zombie. Zombie gần Greenbit đúng không? Bên trái Greenbit đúng không? Đúng rồi. Nhanh lên, 5 phút nó mất đang, á. Đang bay qua. Trên cái nhánh cây không có. Có nít vô coi được không ta? Dạ được anh, không có mua không. Được. Không. À. Nít vô nó nói được. Là mình mua rồi, nó không thôi, cho coi. Nít vô là coi rồi luôn á. Ở bên zombie hả? Không cho coi. Không cho coi. Xí xui. Không biết cây gì. Nó không cho coi tại mình full rồi, nó không có coi được. Phải có người chưa mua thôi. Phải cài gần chết nè, mình phải có mã ra coi được. Mình á là tao không coi bây giờ mua thì không được. Nhanh lên 5 phút. Nhanh Vinh ơi, chạy đi. Tao đang chạy đây. Chạy đi. Chạy đi. Cái thiền này. Để thấy nó trốn mình đâu nè. Nó đứng luôn. Ui, rồi. Thằng em nó kêu là trời ơi, biến 2000 rồi. Ồ, kỳ đế sư. Phải. Kỳ đế sư không? Ui. Thấy chưa? Thấy tao nói đi ra kỳ tích sư thấy chưa? Wow. Thấy chưa, bởi vậy tại chủ tịch là đáng lẽ mình không đủ Bailey mua đâu. Nghe chủ tịch nghe nói mình không đủ Bailey 2 triệu để mua. Kỳ sư hả? Kỳ tích sư anh ơi. Kỳ phải không đó luôn á, đem sao đau lòng vậy. Đâu, ở đâu? Zombie, trên. Anh qua tới rồi nè. Ở trên. Kêu đi ra kỳ tích sư rồi. Ở trên cái đỉnh hả? Wow, cái cây mà anh Tuấn trời khổ mới liền được. Vậy là sự kết hợp và kết hợp tao tại mày ơi. Bình thường là có một đứa xuất hiện xuyên xui vào cái hai anh đứa chỗ rồi. Nhận nhiệm vụ nè, ngay chỗ tao nè, rước anh đi. Chơi nhảy lên, lên cao. Nhảy lên cao nữa, tú trên cao được rồi. Được rồi, pin 2000 mát, đứng máy rồi. Anh đâu rồi, anh đi vòng vòng vậy. Anh ngay cái chỗ nhận nhiệm vụ nhảy nè. Nhảy lên cao luôn. Dắt anh đi. Nè, lên đây, nhảy lên cao luôn. Nhảy lên cao luôn. Hồi Tamina có 300 nè. Đó, nhảy lên, nhanh lên, 5 phút mất bây giờ. Đó, rồi qua đây. Trên đây nè. Đó. Bay đâu dữ vậy ba, ở dưới nè. Đâu vậy, đâu rồi. Lít liền né ra. Lít liền mua. Không cần nói gì nhiều. Đó, rồi. Đó, cầm cây vô lên. Ui. Đó. Vừa mới lên tới chả thấy được. Ngon. Một đai nổi. Đó, cái quá. Kêu ni này giống cây nhà tướng sĩ nè. Bật hai kia lên, bao đẹp luôn. Anh em thấy chưa, bình thường là có một mình á. Ê trời, ra ngoài biển rồi. Còn Tài đó thì Wando. Còn hai đứa xuất hiện cũng lượt sẽ là Kitetsu. Thiên này là công sức tao treo từ sáng giờ này là của tao. Công sức tao treo sáng nè, đến hôm mày nghe tao đã dậy từ lúc 2 giờ sáng. Tao đã dậy từ lúc 2 giờ sáng đi giao gà xong, tao về tao mở máy tao treo liền. Tao dậy 2 giờ sáng rồi chạy bộ xuống dưới Tân Bình chứ, rồi chạy bộ về mở máy lên. Tao là đi giao gà tới dưới quận 1 chứ. Rồi xong kẹt xe tao về tới 6 giờ sáng, giờ tới tao mở treo liền luôn. Bật Haki lên thấy chắc
chắc chưa? Rồi, xuống quánh tịch ơi. Qua kêu kiếm này chủ tịch, còn thằng nè, mua không? Mày hả, chôm bi nè, chôm. Nó ra hai thằng rồi chủ tịch ơi. Này chôm bi. Mày thì chôm bi. Bắt cầu cư xui kỳ tích sư. Chia quanh đô, muốn chọn cái nào chọn. Đó, trời lên. Phải hàng đặc biệt. Ôi, lên mấy chục level luôn, lên 44 level rồi. Hoa xanh luôn nè anh, hoa xanh luôn nè. Phạm kiếm chỗ này mới nhanh. Ừ, phạm kiếm phạm đây là cháy một chiếc lửa rồi. Đây, Khoan mới thiết lập raid vào chuột nên là chưa có quen lại cái... Ủa, sao đẩy mình vô đây rồi? Lấy hoa đi anh. Xanh nữa chứ. Lấy hoa về tặng vợ. Chưa được. Đây, quái này, lần đầu tiên đi farm ở đây. Rồi, còn xài trái của Đô Flamin Châu nữa. Dụ kiểu kỳ vậy. Ai biết cho lần đầu tiên farm ở đây rồi mày. Ta dụ là phải từ nhiệm vụ người ta nhận xong cái ta dụ lên. Ai biết đã lần đầu tiên, cái lần đầu cái gì nó cũng gặp khó khăn một tí trục trặc. Mày hiểu không? Cái gì đâu mà bị văng tùm lum hết vậy? Trời ơi. Ui. Chém. Sender. Khoan, coi cái kiếm còn bật Haki không? Trời cũng đã quá. Đạo quá. Chết nè. Rối quá rồi, giờ mua được cái kiếm rung rồi. Rung tay bật bật luôn rồi nè. Đi nhanh. Đó, kệ con này. Rồi, chém thường. Lấy kiếm mắc nhiều hâu nữa không? Đâu. Thôi, không có Robert. Ở đây nó có cái nút nhấn nè, nhấn cái mở ra. Không có Robert. Không có, con free luôn. Free luôn chứ. Có mà, có cách lấy free mà anh. Ở đâu? Thấy chưa? Kè cái nút gần đây nè. Lỡ đây nhấn cái nút này cái mở cái hầm ra. À, F4 hả? Đâu? Cái núm đâu? À, tao lấy F4 đó. Anh. Đâu, cái này hả? Cái nút đó. Này. Nhấn sao tao không mở? Đánh cho nó mở cái hầm ra là có mắt diều hâu chứ. Đánh mắt diều hâu xong lấy kiếm của nó. Nhưng mà sao chiêu vô được? Đánh cho nó hiện đam lên mới được. Chỉa chiêu vô. Xài chiêu dữ dội vô. Đó, đánh bây giờ 7 cái nút mới vô được. Vô trọng có con mắt chiều hào của trọng á. Có mắt chiều. Thôi đừng có dụ nữa. Không còn cắt nữa. Vô gì xài chiêu vô, nó không có đủ đam làm sao ấn cái nút vô được. Cái gì cũng phải đủ cái lượng đam của nó chứ. Tao thấy là nó giống tròn hơn, không có gì. Xài chiêu dữ dội vô. Còn mày phải bắt combo liên tục luôn để cho nó đủ đam. Tao có chiêu gì ngoài cái canon đâu. Xài vô dữ dội vô. Trời ơi. Xong lát nữa rồi. Tao bị lát không chỉ mày được. Thôi đừng có dụ nữa. Tao thấy là nó kỳ kỳ rồi. Nó vẫn còn một cách mà anh. Chứ nút ở đây làm vậy. Xài ra, xài chiêu vô dữ dội vô mắc chịu hơn. Tao không mở được nào, mở được đi. Mở gì tụi tao mở rồi cũng giống như là xanh tóc đỏ hay không. Mày chưa làm nhiệm vụ mày mở đâu vô được. Còn ai làm nhiệm vụ rồi vô mới được. Còn qua tầng dưới này cũng vậy thôi. Đâu ai đánh được con Aokiji. Ngoại trừ mày đâu, trời đất ơi gì vậy. Nhờ sao quái mất tiêu hết rồi. Phật tổ thì lúng dưới đất. Cái gì vậy trời. 10.000 pin. Trời ơi. Vẫn còn một cách lấy vô ru đó anh. Dễ lắm. Cách gì nữa? Anh lên Discord anh chửi admin á. Sao mà ba ngạt phải không? Nghe Discord lên luôn. Trời ơi, quái vật gì đây? Hai cái tay sao bự quá vậy? Giờ hết thấy đường chơi game rồi. Tối quá. Sao cái tay bự quá mày? Sao nó có con quái vật? Đây bên nó không biết bên video của nó là cái gì. Hỏi sao được bự vậy? Trời ơi. Này gọi là đỉnh nữa không? Tao bật tao lòi vậy. Nó tăng nó tăng cho tao lên. Cũng vậy mà. Áo rồi. Tao 30 đấm. Gì vậy trời, có cần cái vậy không? Rồi là sao, tao thấy cũng đúng rồi mà. Mở được này chưa Vinh? Có mở được đâu. Dẫn anh Vinh đi vô mấy cái chỗ bí mật anh. Này không có mở được. Phải có cái gì kìa. Tao thấy là giống như tao bị dụ rồi. Dụ đâu mà dụ. Có cái nút ngay đây nè đúng không? Đó hay không? Cái nút chứ tự nhiên người ta làm cái nút đó làm gì đó. Chẳng lẽ tượng hình. Nhưng mà phải là cái có cái cửa đây nè, thấy không? Nè, cái cửa rõ ràng luôn nè. Đang đủ đam cái cửa nó mới mở ra.
Có khi vô trọng mất cây kiếm của tao. Cái gì tao... mà vô trọng mất cây kiếm? Giờ tao bắt đầu trở nên nghi ngờ rồi. Vô trọng thằng bán kiếm lấy. Cứ bốn dữ dội vô vậy. Vô trọng thằng bán kiếm lấy lại cây kiếm mà. Ừ. Tức quá. Mày mở đi. Tao có cây vô ru rồi. Ở đâu đâu nào nổ rồi chết. Đào. Cho coi. Đây đoạn quá, để tao qua bên kia, quá bên kia quái lớn hơn không? Từ. Lớn hơn, bên đó khó phạm hơn nữa. Chỗ này đông quá, khó bắt đầu vụ quái tùm lum, tao không thấy đường luôn. Tại màn hình tao giờ thấy cái mặt tao trống rồi. Đó anh ship lock, anh thấy cái hầm ở dưới nè anh. Anh đang ở bên đảo này quanh quái rồi. Đánh đi con vampire. Cái hầm. Ôi thôi quái này không chơi được rồi. Mạnh lắm. Nó có chiêu mà khó dụ nữa. Trời ơi lúc tại nếu đánh cắp miếng máu lại chém lúc nha. Trước cấp ngàn còn chưa dám đụng nó nữa. Để nói vậy thôi chứ mấy con này cấp 900 mấy phê không. Ôi ba con. Mình chừng 957 là quýnh được nó rồi. Ôi bác. Không nhưng mà cái này farm zombie ngon hơn con này á. Ừ. Mình lấy được 3 cái kiếm này không mày. Con nó quá xa đi. Farm vũ lại chết luôn á. Cái này mình lấy được 3 cái kiếm y vậy không? Được. Được. Tao chưa coi tới cây đô. À ý biết. Là một cái cây đó mà lấy lâu 3 cây liên tiếp vậy hả? Ừ. Không được. Wow. Thế cái nào mới là tam kiếm? Tam kiếm là ba cây khác nhau. Ba cây khác nhau bây giờ mày treo 8 tiếng mày tìm thêm cây xui xui với cây quanh đô nữa mới được. Vậy sao bữa tao thấy có ai cầm cây kiếm mà ba cây có hai cây sấy sấy gì luôn. Nè. Là ba cây ghép lại rồi đó anh. À phải ghép lại mới tìm đủ ba cây mới hợp được. Đó ui, là mày tìm mạnh quá. Một cây thôi. Còn xíu máu kìa. Bao giờ là tao muốn mạnh cây, quá. Tao muốn cái cây mà con nhỏ cái gì nó mấy giờ đổi cho Yoro kìa. Đổi lấy cái lấy kiếm cái cô đen hả? Xui á. Ừ. Bà cây đó lên chắc Haki trên thân người mình không có luôn. Ui ui quánh gần chết rồi. Đừng quánh đây đau khổ lắm. Thôi về tại bên kia nãy nhiều người quá cái ta không thấy đường vụ quái. Sao không thấy? Tôi muốn cây kiếm mà nó giờ mới sáng lên mới chơi được nè. Nãy tối thui đen thui vậy. Khoan để tao hồi máu cái. Hồi máu đừng có con quái này. Hồi máu. Khó vô dữ ta. Hồi này chắc là về kia luyện kinh nghiệm, về kia luyện kinh à, nghiệm em vô được rồi nè anh, em vô được rồi. Làm sao vô? Anh bật ship lock lên. Ship lock là sao? Tao vô trỏng rồi hiểu chưa? Ship lock. Vô hả? Ship lock là đâu? Đó, Ni vô trỏng gặp mắt chiều hâu trỏng rồi kìa. Để đi đánh chết á. Giờ sao em ra đây cứu. Rồi xong, đi lên nữa, lát nữa. Ship lock là làm sao? anh đứng nghiêng qua kia kìa sao đây anh nè mày thấy chưa đó, đúng rồi đó quấn mắt nhiều hâu anh quấn đó làm bộ mắt nhiều hâu đậm đâu có cái chỗ nào vô đâu có ship lock mới được. Ủa em bị mắt nhiều hâu chém quá trời nè vô cứu cái vô ship lock vô này biết ship lock là cái gì trong đây nè thấy chưa hỏi nó ship lock là gì không trả lời ship là nó nút ship anh nó nút ship á ship lock là mày mở mày mở cái phần chỉnh lên á, cái phần setting lên. Rồi bắt đầu để chữ ship lock là on lên. Rồi bắt đầu mày bấm ship mới được. Rồi lắc nữa rồi. Mấy chị hâu quýnh quá trời quá đất trong đây trời ơi máu. Tại cũng gì vậy sao máu kiểu vậy. Quỷ này chém quá à. Chưa hiểu cho lắm cái vụ đó. Anh bật cái nút chưa mà FSC cái nút trên chi góc bàn phím chưa anh bật lên biết rồi nhưng mà qua vô phần setting á đúng rồi anh thấy cái chữ đầu hàng đầu tiên không ship lock switch gì đó chỉ on phải không đúng rồi 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 nhấn nút ship là ship on ấy da chào admin xài super human đó là này làm thành gì thành ra cái tâm rồi làm thành gì rồi anh bấm nút ship chưa điều hướng vậy rồi đó anh nhìn sát vô tường xong nhìn nghiêng qua nhìn rồi ra cái tâm rồi làm gì. Rồi anh đứng sát vô. Cái này khó lắm. Phải kiếm cái hướng mà hợp lý thì mới bay vô được. Đúng rồi, anh đứng sát vô cái đá, anh vô đúng không? Méo qua. Rồi rồi Soru vô, đúng rồi, R vô. Quái quánh gần chết đây. Giờ sao ra đây? Giờ sao ra? Thôi mệt quá. Vô hoài không được mệt. Mắt tôi cũng vẫn đang cố gắng.
Thôi vô đây chịu hâu trong đây mà. Tôi quýnh cả chết mấy chịu hâu nè, chừa miếng máu cho nè. Lẹ đi, miếng máu nè, đánh đủ đam luôn á. Không có vô được. Không vô nữa thì xài cách quýnh cái nút đi. Quýnh cái nút quýnh không có được. Đủ đam. Quýnh bằng kiếm vô hay là canon? Hết chiêu vô luôn cho nó đủ lượng đam nó là thầm hầm sẽ tự mở. Ô lên rồi lên tao rồi. Tao thấy rồi, có nhận đam vô cái nút này đâu. Lên rồi. Ê bắt tao đi, về nhà máy. Bay về. Ui sao nhân phẩm vậy? Trời về về về. Vậy luôn. Server này bữa nay nó bị gì á? Server này bị gì rồi anh ơi? Trời. Ủa sao? Sao reset về mà bị mất bounty ta? Ôi kì. Này em làm gì đây? Trời, có làm gì anh đâu. Ra anh mất bounty. Lý do. Em không biết đâu. Giờ em chưa hiểu cái vụ ship này cái lắm. Nè Phùng. Nhấn nút ship để điều hướng thôi. Nên như là nó thành nên mình khỏi cần giữ chuột. Ôi này ngon hơn nè. Nhưng thôi, mà bây giờ giữ chuột phải. Hôm bữa chỉ chủ tịch cái đó. Không ai chỉ tao cả. lên clip của tao lỏ coi tự tìm hiểu mày. Đánh nhanh anh chủ đàn tao ship lóc vậy. Ta còn được chủ động chỉ cho chủ tịch còn có ai mà chủ động chỉ ra đâu nào giờ không có biết gì về cái đó. Cái gì đây? Mochi. Bọn này nó bị điên rồi. Mochi. Cái nhà máy này đánh khi nào ra Mochi không ta? Có chứ. Hôm bữa anh Tài đánh ra trái Gravity mà đúng không? Rồi sao giờ nó dính chất nhầy của thằng Zebo rồi. Để anh chủ tịch lộn anh Pecto đánh đủ đam nữa. Sao phẩm tìm trái quỷ cùi bắp mà đánh ra trái ngon vậy? Ngộ rồi nha. Nhà máy này dễ ra trái ngon hơn. Ui da. Nó là cái dân tao Tài ơi. Từ để tao đánh tí coi. Ủa bắt đầu chưa lên đấy hả? Trời đánh để Pecto đánh đi nhà máy. Mình đánh đủ đam đang... rồi. Rồi ra chất nhầy của thằng Zebo rồi. Ngon rồi. Để cho quánh đi coi. Chơi như like rồi. Để mấy lâu đánh cho đủ đam. Đang lấy cái máy phun thuốc rầy coi. Thuốc rầy gì? Người ta đây để kiếm một chì. Để mò. Quất đi. Có một chì tao cũng cho tụi mày ăn luôn. Ghê vậy? Rồi. Điểm kiếm tao yếu quá. Chém là có 500 máu vậy ba. Anh đánh còn xíu rồi ăn mà điểm kiếm được mà. Vậy? Đánh còn xíu đi, anh đánh thường còn không xíu rồi, sẵn liền điểm kiếm luôn, nhà máy này điểm nhiều lên ghê lắm. Nhiều điểm, đúng nhiều luôn á. Ồ, cái kiếm như tự bay vậy. Rồi ra chất nhầy của Zebo nữa rồi. À, có ai không biết đây, có ai nhớ thằng Zebo mà nó cười. Cười đó nổ lắm. Thằng mà bảo vệ Suga. Anh đi diễn viên lòng tiếng được rồi đó anh. Ờ mà trong phim là anh biết là con Suga bởi gì. Biết sao không? Suga là loli. Dạng loli. Nó chém đi bắt đầu ơi. Đang chém nhiệt tình nè. Rồi xong lát nữa rồi. Rồi chém kiếm nữa rồi. Rồi trái gì vậy? Trái gì vậy? Đó. Ôi tăng điểm lên 124 rồi. Ôi được cái gì vậy? Trái gì? Ai được sao ai đứng trái quỷ vậy? Sao con đi lại đứng đây đây gọng gì đây? Không thấy trái gì hết. Ô. Anh em giờ gọng ánh sáng lên. Đây mà. Trái bóng tối. Đây. Cái gì vậy trời? Đây. Thằng Tấn mất tiêu rồi. Sao kẹt trong đây rồi? Kẹt trong nhà máy luôn rồi. Sao nào ơi. Nè anh Tài. Được xuống. Sao nào rồi xong. Bị gì sao? Sao nào đường thuốc đường sâu lên sao? Cứu mà. Trái quỷ trong nhà máy rồi. Bị nhốt rồi. Sao bị nhốt vậy? Yami dạ? Cũng ngon mà, 500k Belly. Trời ông tối đó. Ủa anh bác tôi không được gì hả? Mà hồi lâu. Đâu Yami đâu đây nè. Kệ. Đây nè anh. Hồi nãy quên bật Haki chém luôn á. Ủa anh có được lại. Anh có được kinh nghiệm vậy? Ủa thằng này có chi trái quỷ gai luôn hả? Đúng rồi, trái bơm với gai luôn anh. Nó có bơm với gai luôn á. Có khói nữa. Quá trời. Mình á ba trái nó hồi đen luôn á. Nó hơn đầu đen nè. Ăn đi. Thôi, ta chưa review trái tơ. Yami và ai cũng chơi chuyện tại nhau. Cái trái này có mẹ ăn Yami vô đi Vinh ăn được hai trái quỷ á. Ôi, Yami nó không bay được. Yami không bay được không chơi. Ăn được hai trái quỷ luôn. Nhau nó không bay được. Thôi mà. Trái quỷ đi theo phụ trợ. Chẳng hạn mà chọn Pika. Quan để tao kể lại cho mà nghe, từ từ. Là ngày xưa nè, tao đang Pika.
cái lúc đó là tao có 2 triệu mấy Bailey. Cái lúc đó là tao chuẩn bị, là tao thấy có trái Mochi rồi mà tao không mua. Đó, cái tao nói để chờ từ từ mua, giờ đâu thử trái Yami coi. Mua trái Yami quánh luyện lên mát chiêu rồi thấy cũng không ngon. Cái tao phải, cái tao là không đủ tiền, cái tao mua trái Phật Tổ, là từ đó là không tìm được trái. Tao bắt đầu từ đó tao chán game từ đó. Yami cái gì? Yami bây giờ miếng fit lại rồi ngon lắm, ăn được hai trái quỷ luôn. Rồi. Mày sẽ chọn một trái quỷ ngẫu nhiên mày ăn. Một trái Yami sẽ kèm theo một trái quỷ phụ. Ê sao giờ tao còn có ít 2 kinh nghiệm nữa ta? Có bạn nào cho miễn phí nữa ngon. Nhưng mà tài trợ nữa rồi. Hả? Thêm. Ê vậy là lúc nãy có ít 2 mình không để ý nha. Rồi xin lỗi bạn đó đi. Ôi, lúc nãy đang đi để đi kiếm cái ấy. Tốn thêm 25 Robert các bạn đó rồi đầu ít 2 25 Robert đúng không ạ? Nhưng mà cái lần sau tao không biết ai cho à. 25 Robert nha. Rồi, trong lúc trước mình cũng sử dụng mình farm á. Giờ mới để ý có ít 2 nữa. Sau thời gian sử dụng hết 100 Robert của mình thì mình suy nghĩ tại sao mình lại ngu như vậy. Tại vì cái đợt mà các bạn farm á, farm chẳng hạn như cái super hình mình nè, rồi farm 8 kiếm đồ lên rồi các bạn đủ full cấp rồi, đâu có cần mà phải sử dụng ít 2 trước đâu. Thì nên tao cũng đâu mua ít 2 kinh nghiệm đâu. Sáng mới được chủ tịch tài trợ cho 900 Robert mua ít 2 Billy với ít 2 Mastery nè. Rồi nghĩ là clip ngày hôm nay đến đây được rồi anh em. Tuy là nó hơi lắc một tí cũng xin lỗi anh em ha. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại anh em và các bạn trong những video lần sau và sắp tới. Bye bye anh em. Bye bye. Bye bye.